Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Việc kết quả kinh doanh quý 2 chuẩn bị ra và đang ra và sẽ ra đang mang lại cái mối quan tâm rất lớn cho chúng ta. Bởi vì mỗi một lần kết quả kinh doanh ra là có những bất ngờ hay có những cái hồi hộp nhất định để rút ra được cái kết luận về những cái doanh nghiệp mà chúng ta đang theo dõi hay là tìm kiếm những cái doanh nghiệp mà có cái kết quả hiệu quả kinh doanh cao. Bên cạnh đó thì từ cái cơ sở ấy, chúng ta đưa ra được các dự báo về kết quả kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2021 cũng như cho các cái năm tiếp theo. Thì đây là một cái cơ sở rất quan trọng. Tính đến nay, đến ngày 28 tháng 7 năm 2021 thì kết quả kinh doanh chúng tôi thống kê được thì đâu đó có khoảng 25% tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã ra kết quả kinh doanh một cách chính thức, tức là đã có báo cáo tài chính. Còn lại thì các doanh nghiệp dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh nhiều nhất vào ngày cuối cùng của tháng 7. Bởi vì theo quy định thì họ phải cung cấp cái báo cáo tài chính sau một tháng. Thì khi đó chúng ta mới có cái bức tranh tổng thể và toàn diện nhất về cái tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn. Thì hôm nay tôi sẽ cùng với quý nhà đầu tư cập nhật một số các cái doanh nghiệp đã có kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề giải đáp kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021 các doanh nghiệp niêm yết đến với quý vị. Và cái nội dung chúng ta sẽ trao đổi với nhau trong vòng khoảng độ 1 tiếng đồng hồ sắp tới đây. Nội dung chính gồm có 3 phần. 1. Bức tranh về định giá thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái đầu quý 3 này như thế nào. Thứ hai là cập nhật kết quả kinh doanh một số mã cổ phiếu quý 2 2021 đã ra. Thứ ba là giải đáp kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021. Đầu tiên, đó chính là bức tranh về định giá thị trường chứng khoán Việt Nam quý 3 năm 2021. Hiện nay cái chỉ số PE là 16.98 lần. Chỉ số PB, tức là giá trên về vốn chủ sở hữu đấy, tức là giá, ý ở đây là vốn hóa toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam chia cho vốn chủ sở hữu toàn bộ cái chỉ số VN Index ấy. Và quý vị lưu ý chỉ số VN Index là cái chính là cái chỉ số ở trên sàn HOSE, chứ nó không phải là cả HNX hay Upcom, mà nó chỉ là trên sàn HOSE mà thôi. Tiếp theo về cái chỉ số định giá P/S, tức là vốn hóa toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam chia cho doanh thu toàn bộ các công ty cộng lại thì bằng 2.0795 lần. Với cái mức điểm số ngày hôm nay ngày 28 tháng 7 thì lợi nhuận trong vòng một năm qua thì VN Index tăng tới 59,55%, và khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày là 604 triệu cổ phiếu. EPS hiện nay là 75.19, tỷ suất cổ tức là 0.0315. Thì với những cái chỉ số này chúng ta hiểu như thế nào? Ví dụ như là cái chỉ số lợi nhuận một năm qua chẳng hạn tăng 59,55%, tức là quý vị nào mà vào cái thời điểm 28 tháng 7 năm 2020 đến bây giờ mà quý vị lợi nhuận thấp hơn 59,55% là cơ bản quý vị thua thị trường đấy. Đó, thế là một trong vòng một năm qua là tăng trưởng như vậy. Thì kết quả kinh doanh tính đến ngày 28 tháng 7 năm 2021 thì chúng tôi cập nhật thì khoảng 25% tổng vốn hóa thị trường chứng khoán đã ra kết quả kinh doanh, tức là ra báo cáo tài chính. Thì PE khi kết quả kinh doanh quý 2 ra toàn bộ thì chúng tôi ước khoảng 16 lần với cái mức điểm đóng cửa ngày 28 tháng 7 năm 2021 này, tương đương với trung bình khoảng 5 năm qua. Với PB là về khoảng 2.5 lần, cao hơn trung bình 5 năm qua khoảng 8%. Với ROE toàn thị trường, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu toàn thị trường ấy, thì nó đạt khoảng 17.3% cho năm nay, tức là một mức sinh lời rất là cao đấy. Thì về cái PB, PE, nếu so với trung bình thì nó tương đương với trung bình khoảng 5 năm. Nhưng mà so với giai đoạn của thị trường chứng khoán thì đây là giai đoạn đầu của tăng trưởng kinh tế,
thì nó tỏ ra tương đối thấp. Tương đối thấp. Trên đây là lịch chính, đó là tổng quan qua về cái định giá thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào cái phần trọng tâm tiếp theo, kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp. Thì ở đây tôi xin cập nhật một số doanh nghiệp đã có và một số doanh nghiệp lớn thôi. Đầu tiên đó là FPT. Thì tổng quan kết quả kinh doanh 6 tháng như sau. Doanh thu 16.228 tỷ đồng, tăng 19,2% so với 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.936 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cả tập đoàn đạt 2.410 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, tức là thuộc về cổ đông những người nắm giữ cổ phiếu FPT ấy, thì đây chính là cái phần lợi nhuận quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tính đến. Thì đạt 1.906 điểm tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Thì EPS của FPT thì họ thường trừ đi cái quỹ phúc lợi khen thưởng đâu đó khoảng 10%, tức là họ tính đâu đó trên cái lợi nhuận sau thuế thấp hơn cái con số 1.906. Thì đây chính là cái EPS thực mà chúng ta nhận của cổ đông. Thì 6 tháng đạt 2.107.000 đồng, thì tăng 16,7% so với cùng kỳ. Nhiều quý vị hỏi tại sao lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 17,2% mà EPS lại tăng có 16,7%. Thì xin thưa với quý vị, đó là FPT mỗi năm đều có cái phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc. Chính vì thế nó làm pha loãng đi một phần khoảng 0,5% cái EPS của chúng ta. Đó. Chính vì thế cho nên tăng trưởng EPS, tức là tăng trưởng cái lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu thực sự của cổ đông ấy, là 16,7%. Để đánh giá cái kết quả kinh doanh của FPT trong 6 tháng đầu năm, tôi cho rằng nó tăng trưởng ổn định nhưng không xuất sắc. Tôi khẳng định luôn một điều như vậy. Thậm chí nó cũng hơi gây cái sự thất vọng một chút cho cá nhân tôi. Bởi vì tôi đã nắm cổ phiếu FPT này từ năm 2013 đến nay cũng 8 năm. Và cổ phiếu này gần như là một cổ phiếu không bán của chúng tôi. Chúng tôi và chúng tôi dự định vẫn cầm nhiều năm. Tuy vậy thì cái kết quả kinh doanh ra như thế này, thực sự chúng tôi chưa được hài lòng với cái kết quả này lắm. Tuy nó tăng trưởng có 17,2%, EPS thì tăng trưởng có 16,7%. Trong khi 6 tháng đầu năm, tăng trưởng lợi nhuận trung bình của toàn bộ VN Index chúng tôi đánh giá đâu đó nó khoảng độ 50-60%. Thì như vậy FPT về cơ bản tăng trưởng tốt, nhưng mà tăng trưởng chỉ bằng 1/3 VN Index mà thôi. Thì cụ thể chi tiết từng cái mảng như thế nào thì kéo lại cái việc tăng trưởng chưa được như kỳ vọng, thì đó là cái kết cấu tăng trưởng. Thì khối công nghệ tăng 35,1% với lợi nhuận trước thuế rất tốt. Đây là khối trọng tâm, khối chính, mang lại trên 55% cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ, thuộc cổ đông chúng ta cầm cổ phiếu FPT đấy. Khối viễn thông thì tăng trưởng 27,6% so với cùng kỳ. Phải nói rất tốt. Thì khối viễn thông rất nổi tiếng với con FOX, con gà đẻ trứng vàng. Rồi trong đó, trong FOX thì lại có con VN Express, cũng là một con gà đẻ trứng vàng khá tốt. Thứ ba, khối giáo dục đầu tư thì rất thất vọng, giảm tới 17,2%, kéo theo toàn bộ công ty tăng trưởng lợi nhuận trước thuế có khoảng độ 20% mà thôi. Đó là một cái điều rất đáng thất vọng ở cái khối giáo dục và đầu tư, nó giảm rất mạnh. Điều này có thể nguyên nhân đến từ cái việc Covid đã ảnh hưởng khá nhiều đến cái mảng giáo dục, lợi nhuận mảng giáo dục. Thì doanh thu mảng giáo dục đầu tư thì vẫn tăng trưởng rất tốt, lợi nhuận giảm rất mạnh, khá thất vọng. Tuy vậy, chính vì từ những cái thất vọng này ở khối giáo dục, nhưng nhìn vào cái co của đó là khối công nghệ và viễn thông tăng rất mạnh, thì chúng tôi lại kỳ vọng rằng cuối năm FPT sẽ tăng trưởng lại cái kết quả kinh doanh cao hơn, để cả năm đâu đó có thể đạt được cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ mà tăng được khoảng độ 18-22% thì rất tốt. Nhưng mà để đạt được 22% quả thực là rất khó, thực sự là rất khó. Thì sau này khi cái khối giáo dục và đầu tư nó đi vào hoạt động ổn định, thì cái khối công nghệ và viễn thông sẽ kéo
chung cái tập đoàn này tăng trưởng mạnh hơn trong những cái thời gian sắp tới. Thì ngoài ra tôi cung cấp thêm một thông tin, đó là cái giá trị hợp đồng quý 2 năm 2021 đâu đó của khối công nghệ tăng hơn 40% so với cùng kỳ, thì nó vẫn đảm bảo cho cái khối công nghệ có thể tăng trưởng lợi nhuận khoảng hơn 30% trong vài năm tới. Tiếp theo về cái cổ phiếu PNG, thì kết quả kinh doanh lũy kế 6 tháng 2021 của PNG như sau: doanh thu thì đạt tới 11.637 tỷ đồng, tăng 50,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thì đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 41,8%. Lợi nhuận sau thuế thì đạt 736 tỷ đồng, tăng 67,4%. Thì kết quả có được rất tích cực này là nhờ, đầu tiên, bán vàng miếng năm nay khá mạnh. Thứ hai, về lợi nhuận gộp nó tăng thấp hơn so với doanh thu là do tỷ lệ vàng miếng năm nay cao hơn một chút, mà biên lợi nhuận vàng miếng thì thấp. Rồi tiếp theo về lợi nhuận sau thuế tăng trưởng rất mạnh này, dựa trên cơ sở cái nền của năm 2020 yếu, thì thành ra nó tăng trưởng rất mạnh. Tuy vậy thì nhìn tổng hòa chung thì kết quả kinh doanh của PNG chúng tôi đánh giá tăng trưởng rất xuất sắc, nhưng nó sẽ gặp khó khăn trong ngắn hạn do cái Covid đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay. Đặc biệt Covid diễn ra rất phức tạp ở Hồ Chí Minh, là nơi mang lại cái tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của PNG lên đến hơn 30%, phải nói là như vậy. Bên cạnh đó thì Hà Nội cũng đã giãn cách xã hội bắt đầu từ giữa tháng 7 năm 2017, năm 2021 này, và cũng chưa biết chắc là đến bao giờ sẽ mở ra, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế tính riêng tháng 6 năm 2021 thì giảm lần lượt là 17,5% và 36,3%. Thì đây là ảnh hưởng của Covid ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và trong tháng 7, tháng 8, việc ảnh hưởng còn mạnh nữa. Thậm chí việc ảnh hưởng có thể kéo dài đến tháng 9, sẽ làm cho doanh thu và lợi nhuận quý 3 rất thấp, sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì thế cái tăng trưởng lợi nhuận của PLG cũng sẽ không đạt được như cái kỳ vọng ban đầu của chúng tôi đưa ra, là có thể đạt trên 1.500 tỷ lợi nhuận sau thuế. Thì có Covid này thì cái con số đó là không đạt được. Tuy nhiên có đạt được cái kết quả kinh doanh đại hội đồng cổ đông của PLG đưa ra hay không, chúng tôi cho rằng vẫn đạt được. Và lợi nhuận năm 2021 của PLG vẫn sẽ là một năm đạt, khả năng rất cao là đạt kỷ lục từ xưa đến nay, tức là vượt qua cái lợi nhuận của năm 2019. Và những cái điều trên thì chúng tôi cho rằng nếu Covid được khống chế trong cái tháng 8 này thì PLG sẽ trở lại rất xuất sắc và mạnh mẽ trong quý 4 năm 2021 cũng như là cái năm 2022. Vì PLG về cơ bản hiện nay họ có cái lợi thế cạnh tranh phải nói là khác biệt hoàn toàn so với những cái đối thủ còn lại ở trên thị trường. Họ có thương hiệu rất mạnh, họ có hệ thống bao phủ rộng khắp, họ có đội ngũ thợ kim hoàn đông đảo nhất, chiếm một nửa toàn bộ ngành. Họ có cái đội ngũ thiết kế, đội ngũ marketing xuất sắc nhất ngành. Họ hiểu khách hàng, họ bán online tốt, vân vân và vân vân. Đấy là những lợi thế phải nói rất xuất sắc của cái công ty này. Tuy vậy thì công ty này là một trong những nhóm ngành lại bị ảnh hưởng tương đối mạnh bởi Covid. Tiếp theo về cái kết quả kinh doanh của cổ phiếu TCB, thì tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Techcombank tăng trưởng rất là tốt, đạt 27.000 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động kinh doanh tăng 28,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế thì tăng tới 23,1%, đạt 15,8 ngàn tỷ đồng, tăng hơn đấy, được, tăng rất mạnh. Tiếp theo ROA thì đạt 3,1%, cũng tăng so với năm trước. CASA thì đạt 46,1%, tăng rất mạnh so với đầu năm, so với quý đầu năm
và tương đương với cuối năm 2020 và đang dẫn đầu Việt Nam. Tiếp theo là về cái tỷ lệ nợ xấu thì đâu đó của công ty đạt rất thấp, tỷ lệ nợ xấu đạt có 0.36%, rất thấp, và hệ số K thì rất cao. Thì kết quả kinh doanh của Techcombank phải nói là trong 6 tháng đầu năm rất cao. Thì chúng tôi đánh giá cái kết quả kinh doanh của Techcombank đó là dùng một từ hoàn hảo. Và tương lai thì tăng trưởng của Techcombank sẽ chậm lại so với năm nay, nhưng vẫn trên 20%. Chúng tôi cho rằng rất tốt. Dù đợt vừa rồi có rất nhiều các thông tin liên quan đến ngân hàng nhà nước yêu cầu các cái ngân hàng phải giảm lãi cho người vay, giảm lãi cho người vay, rồi Covid xảy ra phức tạp khiến cho tỷ lệ nợ xấu có thể tăng cao hơn. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của Techcombank, đặc biệt là Techcombank, bởi vì cái số lượng khách hàng mà Techcombank giảm lãi cho, thuộc đối tượng giảm lãi, thì ảnh hưởng Covid nhiều thì không lớn, là thứ nhất. Tiếp theo, đồng thời với việc yêu cầu các cái ngân hàng giảm lãi thì ngân hàng nhà nước cũng có các cái chính sách liên quan đến hạ cái lãi suất bơm tiền ra ngoài, khiến lãi suất huy động của các ngân hàng còn thấp hơn. Chính vì thế cho nên cái lãi suất huy động của Techcombank đâu đó nó chỉ còn có 2-2.2% mà thôi, trong khi cái cho vay ra lên đến hơn 7%, NIM nó rất cao, giá vốn huy động rất thấp. Bên cạnh đó thì ngân hàng nhà nước, chính phủ, ngân hàng nhà nước cũng cho phép nới cái tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng lên, và Techcombank là ngân hàng được lấy thuộc dạng nhiều nhất và là ngân hàng được tăng trưởng tín dụng cao thứ hai toàn bộ ngành ngân hàng với hơn 17%. Thì khi được nới tăng trưởng tín dụng thì dĩ nhiên cái việc lợi nhuận doanh thu của Techcombank có thể tăng thêm, bù lại cái phần giảm lãi và bù lại cái phần nợ xấu có thể gia tăng. Chúng tôi đánh giá là tốt xấu trong cái câu chuyện nó ngang nhau, và như vậy thì kết quả kinh doanh của Techcombank vẫn sẽ tăng trưởng rất tốt, trên 20% trong các năm tới, và từ nay đến cuối năm vẫn sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh cao. Tiếp theo về cái kết quả kinh doanh của ngân hàng quân đội MBB thì tăng trưởng tín dụng khoảng 10.4%, huy động thì tăng 10.3%, CASA thì đạt 34.65%, đứng thứ hai chỉ sau Techcombank và xấp xỉ tương đương với Vietcombank. Thu nhập lãi thuần quý 2 thì tăng tới 42%, 6 tháng thì tăng 34.2%. Thu nhập hoạt động tăng 40% trong 6 tháng. Lợi nhuận trước thuế quý 2 chỉ tăng có 16.5% thôi, nhưng là do ngân hàng này đã thận trọng tăng trích lập dự phòng nhiều. Bởi vì như chúng ta nhìn thấy ở trên, thu nhập lãi thuần quý 2 tăng tới 42% thôi, nhưng lợi nhuận tăng thấp là do họ tăng trích lập. 6 tháng tăng 56%. Đó, đấy là lợi nhuận trước thuế. Còn lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 6.149 tỷ đồng, tăng 54.69%, tức là so với mục tiêu khoảng đâu đó nhỉnh 11.000 tỷ đồng, thì họ đã làm được khoảng 55%. Mà trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi tin rằng cái kết quả lợi nhuận của MBB cũng sẽ không thấp đâu ạ. Nó cũng phải đạt được khoảng độ 5.000 đến hơn 6.000 tỷ nữa. Như vậy cái việc hoàn thành cái kết quả kinh doanh năm nay là rất mạnh, là việc tăng trưởng lợi nhuận của MBB cả năm chúng tôi cho rằng sẽ khoảng trên 40%. Nợ xấu thì lại giảm khá tốt, còn 0.76%, do MBB đã tăng cường cái việc xử lý nợ xấu, xóa nợ, chuyển cái nợ ra ngoài bảng, tức là dùng cái dự phòng xóa nó đi, chuyển ra ngoài bảng coi như mất luôn. Thì MBB là một trong những ngân hàng có cái nợ ngoại bảng lớn nhất trong cái hệ thống ngân hàng. Điều này nó cho thấy điều gì? Cho thấy MBB có tiềm năng, có cơ hội được hoàn nhập các cái khoản nợ ấy nếu họ thu hồi được, họ có cơ hội hoàn nhập rất tốt. Tiếp theo, cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của MBB đã lên tới 236.55%. Nguyên nhân đến từ do MBB giảm được cái tỷ lệ nợ xấu, thế thành ra cái tỷ lệ trích lập của nó tự nhiên tăng lên rất mạnh. Thì quý vị sẽ thấy rằng cứ những ngân hàng nào cái tỷ lệ nợ xấu rất thấp thì cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu nó rất cao, bởi vì tỷ lệ bao phủ nợ xấu này thì nó lấy dự phòng nợ xấu. Trong dự phòng nợ xấu nó có hai phần dự phòng. Phần thứ nhất là dự phòng chung,
thì là 0,75% của toàn bộ các khoản vay. Phần thứ hai, dự phòng cụ thể, đó là trên từng khoản nợ xấu thì phải dự phòng bao nhiêu. Thì ngân hàng nào nợ xấu càng thấp thì cái dự phòng chung nó rất lớn, nó chia cho nợ xấu thì nó rất cao. Thì chứng tỏ rằng cái chất lượng tài sản về cơ bản là tốt, là tốt. Thì thành ra cái tỷ lệ nợ xấu thấp và bao phủ nợ xấu rất cao. Tiếp theo, đánh giá về cái kết quả này thì chúng tôi cho rằng đây là một cái sự tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. MB không phải là ngân hàng tiên phong dẫn đầu ở các cái lĩnh vực, nhưng nó là một ngân hàng không bao giờ đi cuối. Nó luôn luôn nằm trong top 3, top 4 ngân hàng dẫn đầu. Cái gì nó cũng khỏe. Nó không phải khỏe nhất thôi, nhưng cái gì nó cũng khỏe. Và hệ sinh thái của MB là hệ sinh thái toàn diện nhất trong cái khối ngân hàng hiện nay. Đa phần các cái ngân hàng thì họ chỉ có 3. Đó là ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm. Đúng không? Thì ở riêng MB thì hệ sinh thái họ rất đầy đủ. Ngân hàng mẹ chuyên về mảng tín dụng vân vân và liên quan. Công ty chứng khoán MBS thì chuyên về chứng khoán, chuyên về trái phiếu, tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu. Công ty quản lý quỹ MB Capital chuyên về quản lý tài sản. Công ty bảo hiểm phi nhân thọ MIC chuyên về bảo hiểm phi nhân thọ. Công ty bảo hiểm nhân thọ ấy chưa là đó. Như vậy riêng hệ sinh thái của MB là đầy đủ và toàn diện nhất Việt Nam. Nếu họ khai thác được cái hệ sinh thái này thì phải nói là họ có được cái sức tăng trưởng và phát triển trong tương lai rất đáng gờm chứ không đơn giản. Tiếp theo, đánh giá về kết quả kinh doanh của Tiên Phong Bank thì ở trên đây chính là cái kết quả kinh doanh quý 2. Chúng ta có thể thấy thu nhập lãi thuần tăng 43%, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng khá mạnh, đúng không ạ? Nhỏ thôi nhưng tăng khá mạnh, tăng tới 159%, đúng không ạ? Lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối thì giảm 40%, nhưng nó rất nhỏ, nó chiếm nhỏ lắm. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 60%, đúng không ạ? Lãi lỗ khác thì rất nhỏ, không tính. Tổng lợi nhuận trước thuế thì tăng 54%, lợi nhuận sau thuế tăng 55,15%. Nó cho thấy rằng cái kết quả kinh doanh của ngân hàng này tăng trưởng rất toàn diện và đến từ cái co hoạt động kinh doanh của nó. Đó. Tiếp theo, đánh giá về cái tăng trưởng này thì chúng tôi cho rằng đây là một ngân hàng nhỏ nhưng rất toàn diện. Nó với VIB là hai ngân hàng nhỏ hiệu quả cao nhất Việt Nam. VIB thì có hiệu quả kinh doanh cao hơn do cái việc tập trung toàn bộ nguồn lực vào khách hàng bán lẻ và họ làm cực tốt ở cái mạng đó. Họ làm tốt nhất ở mạng. Họ tập trung vào bán lẻ và làm tốt nhất ở cái mạng đó. Thì họ có kết quả kinh doanh mạnh hơn Tiên Phong Bank. Nhưng xét về góc độ toàn diện thì Tiên Phong Bank có vẻ toàn diện hơn. Với cái CASA cao hơn, áp dụng công nghệ tốt hơn, và phát triển đều hơn. Đó. Còn nếu phát triển gọi là rất là mạnh mẽ thì VIB đánh giá cao. Thì tất cả các cái mảng kinh doanh chính đều tăng được đến mức tăng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng thì đạt 2.407 tỷ đồng, tăng 47,92%. Kết quả kinh doanh cuối 2021 và đầu 2022 và 2022 sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Và chúng tôi cho rằng năm tới nó vẫn tăng trưởng đến tối thiểu 20%. Như vậy là rất tốt. Trên đây này chúng tôi đã cập nhật một số cái kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Vâng, có một anh chị hỏi rằng là muốn hỏi về kết quả kinh doanh của mã BSR, đúng không ạ? Công ty lọc dầu, đúng không ạ? BSR, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái cổ phiếu BSR này xem kết quả kinh doanh ở thế nào. Thì chúng ta có thể thấy cái cổ phiếu này nó bị giảm giá rất mạnh, thậm chí còn về còn có giá 5, dưới 5 vào cái thời điểm tháng 3, tháng 4 năm 2020. Và bây giờ nó đã lên đến 18.8, tức là tăng gần gấp 4 lần. Còn lúc đầu nó mới niêm yết này giá 31.3, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy. Còn về kết quả kinh doanh, nó cũng ra kết quả kinh doanh của hai quý rồi. Và chúng tôi hôm vừa rồi chúng tôi nhìn thấy cái kết quả kinh doanh của nó về cơ bản là tích cực. Tuy vậy, để xem cái cổ phiếu này nó còn lâu dài được hay không thì chúng ta phải xem là kết quả kinh doanh ý, đánh giá kết quả kinh doanh ý nó đến từ đâu thì chúng ta mới đánh giá được cái việc đó, đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ cùng nhau xem cái báo cáo tài chính hợp nhất
quý 2 năm 2021 để đánh giá. Về cơ bản sức khỏe tài chính thì chúng tôi đánh giá cao cái con PSR này, bởi vì nợ vay của nó gần như không có, đúng không? Nợ vay 10.900 tỷ có, nhưng mà sao vì sao chúng tôi bảo gần như không có? Bởi vì đồng thời nó các khoản tương đương tiền nó tới hơn 13.000 tỷ thôi, đầu tư tài chính thêm 3.000 tỷ thôi. Thì như vậy nó hoàn toàn có thể trả được hết nợ này mà vẫn hoạt động. Ok, thì về sức khỏe tài chính chúng tôi đánh giá khá cao. Tiếp theo về kết quả kinh doanh thì quý vị có thể thấy doanh thu quý 2 này tăng gấp đôi so với quý 2 năm trước, và cả năm thì tăng khoảng độ gần 60%, hơn 50% so với năm trước. Thì nguyên nhân tăng là từ đâu, đúng không? Lợi nhuận sau thuế thì đây đạt 3.500 tỷ so với năm trước thì âm 4.200 tỷ. Thì thưa quý vị, lợi nhuận và doanh thu của BSR nó đến rất lớn từ cái việc giá xăng dầu tăng từ năm ngoái đến nay, khiến cho cái doanh thu nó tăng rất mạnh và lợi nhuận nó cũng tăng rất mạnh. Doanh thu tăng mạnh vì sao? Rất đơn giản, năm ngoái lúc trũng thì giá xăng dầu đâu đó có 10.000 một lít, bây giờ giá xăng dầu lên hơn 20.000 một lít. Như vậy cái việc tăng giá làm cho doanh thu tăng, tăng giá làm doanh thu tăng. Bên cạnh đó thì quý vị, năm ngoái đây BSR lỗ rất nặng. Vì sao lỗ? Vì đơn giản nó nhập giá nguyên liệu vào rất cao, thế là giá xăng dầu tự nhiên giảm, thế cuối cùng nó phải bán dưới giá vốn, thành ra nó lỗ cực lớn, này lỗ hơn 4.000 tỷ. Thì ngược lại năm nay khi mà nó nhập giá dầu trước đó với giá thấp, đúng không? Nhập với giá rất thấp trước đó, giá rất thấp, thành ra bây giờ khi giá xăng tăng rất mạnh, dầu tăng rất mạnh thì nó lại bán được với giá rất cao trong khi giá vốn rất thấp. Chính vì thế lợi nhuận nó tăng trưởng rất mạnh như thế này, đạt 3.543 tỷ. Tuy vậy thì EPS nó mới đạt có 1.143 đồng thôi. Như vậy cả năm nay chúng tôi cho rằng EPS nó khoảng độ gần 2.000 đồng, khó được hơn 2.000 ạ. Bởi vì hai quý sau chúng tôi đánh giá kết quả kinh doanh nó sẽ không cao như thế này, thì giá xăng dầu nó vẫn có thể tăng, vẫn xu hướng tăng nhưng nó sẽ không tăng mạnh. Chính vì thế lợi nhuận của BSR sẽ không quá cao trong hai quý cuối năm, không bằng đầu năm. Thì EPS nó khoảng 2.000, thì với giá 19 thì PE bây giờ khoảng độ 9.5 này, 9.5 này. Như vậy thì chúng ta xem mấy kết quả này có bền vững không, thì chúng ta phải xem nó có tăng được sản lượng hay không. Cái việc tăng được sản lượng xăng dầu bán thì nó mới giúp cho lợi nhuận nó tăng trưởng bền vững. Còn nếu tăng vì cái giá tăng thôi ấy, giá nguyên vật liệu ấy, thì khi cân bằng trở lại thì nó giảm ngay lập tức, thậm nó đi ngang hoặc nó giảm, và lợi nhuận chắc chắn sẽ giảm. Thì chúng ta muốn biết nó có mở rộng hay không thì nhìn báo cáo tài chính cũng ra luôn, chứ không phải cần nhìn cái gì khác cả. Thì chúng tôi nhận thấy rằng BSR không mở rộng, nhà máy nguyên giá của nó 47.391 tỷ đây, mà tài sản dở dang có 1.000 tỷ, nó không mở rộng, tức là nó còn mỗi một nhà máy thôi. Và qua cái việc nghiên cứu BSR, chúng tôi thấy rằng cái doanh nghiệp này ấy, doanh nghiệp BSR này ấy, họ có cái công nghệ khá cũ, sản xuất ra cái xăng nó cũng gọi là xăng chất lượng thấp, theo tiêu chuẩn thấp, nhà máy thì rất cũ và phải bảo dưỡng bảo trì liên tục. Chính vì thế cho nên cái sản lượng nó không thể tăng. Bên cạnh đó là theo thời gian thì cái việc xuống cấp nhà máy ấy, thì năng suất này kia nó sẽ thấp, thì cái cổ phiếu BSR này nó sẽ không tăng trưởng bền vững trong lâu dài được. Và cái cổ phiếu này có đầu tư hay không thì tôi cho rằng cổ phiếu nào cũng có thể đầu tư thôi, nhưng mà chúng ta đầu tư vào thời điểm nào cả. Chúng ta hãy đầu tư những cái doanh nghiệp này vào những thời điểm mà giá xăng dầu giảm rất mạnh và nó bị lỗ tạm thời. Thì đến lúc ý giá giảm sâu thì chúng ta mua sẽ rất hợp lý. Và lúc sau khi mà lợi nhuận nó tăng trở lại nhờ giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng, thì đấy là cơ hội của chúng ta canh để bán rất tốt. Và như vậy lúc này là lúc chúng ta hãy canh, nếu có giá hấp dẫn chúng ta hãy bán. Đó, và cổ phiếu này là cổ phiếu dựa theo giá nguyên vật liệu, tức là cổ phiếu chu kỳ và không có tăng trưởng. Thì quý vị đầu tư nó thì hãy cẩn thận.
hãy chỉ mua những lúc nó thấp điểm, nó xuống rất sâu thôi. Còn những lúc nó lên rất mạnh, kết quả kinh doanh ra tốt, chúng ta hãy coi chừng. Đến lúc nó quay đầu thì sẽ rất là chóng mặt đấy ạ. Thì đấy là cổ phiếu BR. Và tiếp theo, nhiều anh chị hỏi về cái cổ phiếu liên quan đến các cái cổ phiếu sao? Hòa Phát thì chưa có kết quả kinh doanh, thì thành Nga Phục cũng chưa đánh đạn. Bao giờ có kết quả kinh doanh thì sẽ đánh đạn. Thì nhiều anh chị hỏi về cái cổ phiếu VicoStone, thì phải nói là đây là một cái niềm tự hào của Việt Nam, một doanh nghiệp phải nói tuyệt vời. Thực sự là như thế, đây là doanh nghiệp hàng đầu thế giới, chứ không phải doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hay Đông Nam Á. Họ là doanh nghiệp thứ ba thế giới trong cái lĩnh vực đá thạch anh cao cấp này. Còn về kết quả kinh doanh lợi nhuận, đâu đó tôi không nhầm thì tôi đã đọc rồi, tôi không nhầm thì VCS đứng số 1 thế giới. Vì các cái doanh nghiệp kia, họ có doanh nghiệp dẫn đầu ở Tây Ban Nha này mà. Cái lĩnh vực đá này ở Tây Ban Nha là số 1 thế giới. Tuy vậy cái chi phí sản xuất của họ rất cao. Ví dụ như là nhân công, nhân viên ở Mỹ chẳng hạn, cực kỳ đắt, đắt gấp mấy chục lần Việt Nam. Đúng không? Thì cái đó nó cấu thành một phần khá lớn lên cái giá vốn hàng bán. Thì hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp rất thấp. Còn VicoStone thì rất cao. Cái kết quả kinh doanh 6 tháng của VicoStone thì nó tăng trưởng rất mạnh, cùng với cái đà xuất khẩu rất mạnh của Việt Nam. Vì sao nó lại tăng trưởng rất mạnh như thế? Và quý 3, cuối năm còn tốt không? Thì chúng tôi cho rằng cuối năm nó vẫn rất tốt, bởi vì thị trường xuất khẩu chính của nó là Mỹ. Mà Mỹ thì về cơ bản đang phục hồi kinh tế rất tốt, đang mở cửa rất tốt, cho dù dịch cũng có đâu đó ngấp nghé quay trở lại. Nhưng mà họ hiện phải nói là đang trở lại rất mạnh mẽ, rất tốt, thì lại tốt cho cái thằng VicoStone này. Thì năm nay chúng tôi cho rằng lợi nhuận của VicoStone có thể đạt được 1.600 tỷ đến 1.800 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy PE bằng khoảng độ 11 lần. Với cái mức PE 11 lần này, cổ tức khá tốt, là tiềm năng tăng trưởng vẫn còn. Thì chúng tôi cho rằng cổ phiếu này vẫn tương đối hấp dẫn. Tiếp theo, nhiều quý vị hỏi về cái cổ phiếu Phú Tài. Thì đây cũng là một trong top 5 cái cổ phiếu chiến lược của AZFIN Việt Nam công bố hồi đầu năm 2021 trong cái báo cáo chiến lược của chúng tôi. Thì về cơ bản nó cũng tăng giá từ đầu năm đến nay khoảng hơn 80%. Thực sự là một kết quả không ngờ đấy. Trước đây chúng tôi cũng chỉ kỳ vọng là tăng trưởng khoảng 30% thôi, nhưng không ngờ là tăng 80%. Thì nguyên nhân nó tăng đến từ cái kết quả kinh doanh của nó rất tích cực. 6 tháng đấy ạ, đúng không ạ? Lãi rất tốt, đúng không ạ? Kết quả kinh doanh họ đã công bố lãi rất tốt. Lãi tốt đến từ hai cái mảng chính rất quan trọng. Mảng đầu tiên là liên quan đến cái mảng gọi là xuất khẩu gỗ. Thì Việt Nam đang xuất khẩu gỗ rất mạnh, và cái thời gian quý 2 vừa rồi tăng giá rất khủng khiếp. Chính vì thế lợi nhuận từ xuất khẩu gỗ của Phú Tài tăng rất mạnh. Trước kia thì mảng đá của nó chiếm đa phần, nhưng giờ mảng gỗ đang đuổi theo mảng đá rất tốt. Mà mảng gỗ là xuất khẩu là giảm thế giới. Rồi tiếp theo, cái lợi nhuận của Phú Tài còn đến từ cái dự án Phú Tài Residence ở Bình Định. Thì công ty này ở Bình Định thì họ cũng sẽ hạch toán được cái lợi nhuận trong năm nay và năm sau, khiến cho cái lợi nhuận sau thuế của Phú Tài năm 2021 chúng tôi cho rằng có thể đạt từ 480 tỷ, 500 tỷ đến khoảng độ 620 tỷ. Đó, khoảng 500 đến 620 tỷ, tức là một kết quả rất tích cực. PE bây giờ ở đâu đó bằng khoảng độ 8.5 lần đến 9 lần. Thì chúng tôi cho rằng một mức này nó cũng không phải là một mức quá cao, nó là một mức hợp lý. Còn giá này có hấp dẫn để vào lâu dài không? Chúng tôi cho rằng cũng gọi là hơi hấp dẫn một chút, chứ không phải là quá hấp dẫn. Đó, thế thành ra là với cái giá này thì chúng tôi cũng tương đối thận trọng. Bởi vì bản chất AZFIN chúng tôi là rất thận trọng trong cái việc đưa ra đánh giá. Chính vì thế giá này thì chúng tôi tương đối thận trọng. Chúng tôi để là neutral, là chúng tôi không khuyến nghị. Đó, về cái cổ phiếu này. Tiếp theo về cái cổ phiếu May Sông Hồng. Thì đây thực sự cũng lại là một bất ngờ tiếp. Thực sự cái ngành Việt May nó trở lại phải nói là rất mạnh mẽ, đúng không? Vượt đỉnh rồi. Thì May Sông Hồng trở lại, vì sao lại trở lại? Năm ngoái năm kia thì họ bị một cái đối tác ở bên Mỹ bị phá sản, và họ bị thiệt hại khá khá.
thì ngoài ra còn có Covid. Tuy nhiên năm nay thì do các đối thủ đều bị ảnh hưởng rất nặng, Trung Quốc rồi một số nước thì họ phát triển hơn, thì bây giờ họ giảm cái liên quan đến lĩnh vực dệt may, bởi vì đó dù sao vẫn là những cái lĩnh vực thâm dụng lao động và gây ô nhiễm. Các nước họ phát triển lên thì cái giá nhân công họ tăng, thì họ sẽ bớt làm đến những cái ngành mà thâm dụng lao động, tức là cần nhân công nhiều, bởi vì giá nhân công tăng được, thì họ chú trọng hơn vào những cái ngành giá trị cao, ít thâm dụng lao động và ít ô nhiễm môi trường. Thì trong cái xu hướng đó thì may sông Hồng cũng được hưởng lợi. Đặc biệt thì may sông Hồng có đang mở rộng một cái dự án may của mình, nhà máy may của mình. Thì cái điều này thì chúng tôi cho rằng nó sẽ mang lại cái kết quả kinh doanh khá tốt cho may sông Hồng trong năm nay, và năm sau vẫn có thể tăng trưởng được một ít nữa. Còn tương lai có thể tăng trưởng được nữa hay không thì dựa rất nhiều vào cái kế hoạch đầu tư phát triển của công ty, xem có mở rộng tiếp nữa hay không, mở rộng tiếp nữa hay không. Thì đó là những cái đánh giá của tôi về may sông Hồng. Còn về giá này, nhiều anh chị quan tâm giá này có hấp dẫn không, thì ngành dệt may này quý vị hãy lưu ý rằng ngành dệt may này có cái quỹ phúc lợi khen thưởng nó cũng khá cao đấy, trích ở lợi nhuận này khá cao đấy. Thì lợi nhuận năm nay của may sông Hồng chúng tôi cho rằng là hoàn toàn có thể đạt mức khoảng độ 380 tỷ đến 480 tỷ. Thì như vậy nếu mà PE của nó tính trung bình lợi nhuận khoảng 402 đi, thì PE của nó khoảng 7.5 lần. Còn nếu mà trừ đi phúc lợi khen thưởng vân vân, chúng tôi cho PE nó khoảng gần 10 lần. Thì với ngành dệt may thì thực sự giá này thì chúng tôi không còn không còn khuyến nghị nữa. Giá này thì với giá này của may sông Hồng thì chúng tôi để mức là không khuyến nghị. Mức không khuyến nghị chính là cổ phiếu may sông Hồng. Tiếp theo có cái anh Tuấn muốn hỏi về đánh giá VND, định giá hiện tại tiềm năng 2021-2022 về ngành chứng khoán. Thì VND thực sự là một trong những cổ phiếu gây nên cái bất ngờ lớn nhất cho chúng tôi. Thì chúng tôi cũng đã từng mua cổ phiếu VND này rất nhiều lần. Ví dụ hồi tháng 3-2020 đâu đó chúng tôi còn mua được 2 lần cơ. Tháng 3 chúng tôi mua được giá đâu 10.7-10.8. Đến tháng 7 sau khi nhận tháng 7 năm 2020 chúng tôi lại mua được giá 10.9. Thì cũng bán một lần rồi, chia sẻ luôn là bán một lần rồi. Thì giá đó tương ứng với bây giờ nó đâu đó nó còn khoảng độ 7 thì như vậy nó tăng gấp khoảng gần 7 lần trong vòng hơn một năm qua, rất kinh khủng khiếp. Và đặc biệt là AZFIN cũng đưa nó vào danh sách khuyến nghị rất mạnh mẽ vào quý 2 năm 2021 này. Và chỉ riêng trong quý 2 thôi lợi suất từ nó cũng lên đến khoảng 150 mấy%. Đây là một sự bất ngờ, chúng tôi cũng không thể ngờ nó kinh khủng như thế. Vì sao lại là bất ngờ? Bởi vì trước đó thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam rất thấp, đâu đó khoảng 5-6 ngàn tỷ một phiên. Thế mà từ đầu năm 2020 nó lên đến trung bình 20 ngàn tỷ một phiên, tức là riêng cái doanh thu từ môi giới đã tăng gấp 4 lần. Thì VD này công ty có cái biên lợi nhuận từ môi giới cao nhất Việt Nam, và đây là một số hiếm công ty có cái lợi nhuận cao từ môi giới. Thế thành ra nó hưởng lợi rất nhiều từ cái vấn đề thanh khoản. Bên cạnh đó thì cùng với thanh khoản thì vay margin nó cũng tăng rất mạnh, khiến công ty này có được cái lợi nhuận rất cao. Chính vì thế cho nên năm nay thì chúng tôi là nơi duy nhất dám dự báo về đây có thể đạt nghìn lợi nhuận từ 1.600 đến 2.000 tỷ, có thể đạt được 1.600 đến 2.000 tỷ. Thì như vậy là PE đâu đó khoảng 10 lần. PB của cái cổ phiếu này ấy, thì hiện nay khoảng độ bằng 2.4.5 lần. Thì chúng tôi đánh giá mức này là mức không rẻ, PB bằng khoảng 2.5 lần, thì mức này là mức không rẻ. Kháng lệnh là mức này là mức không rẻ, thứ nhất. Thứ hai là về triển vọng cuối năm và năm tới thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thanh khoản của thị trường. Thì chúng tôi cho rằng là cái kết quả kinh doanh của công ty này từ giờ đến cuối năm thì mỗi cái quý đâu đó nó cũng sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty khoảng 400 tỷ đồng, khoảng
Còn cái việc là cao hơn hay thấp hơn như thế nào nó phụ thuộc rất nhiều vào việc tăng của thị trường hay không. Nếu tăng thì rõ ràng danh mục tự doanh của họ tăng và họ sẽ có cái lợi nhuận cao hơn. Và nếu thị trường mà giảm thì rõ ràng danh mục tự doanh của họ giảm và nó sẽ giảm đi không được 100 nữa. Như vậy kết quả kinh doanh của năm nay có thể đạt đâu đó khoảng 1.700-1.800, vẫn trong vòng 1.600-2.000, tức là gấp 2 lần so với kế hoạch của công ty đề ra. Định giá lúc này là hợp lý. Còn triển vọng 2021-2022 như nào, 2022-2023 như nào thì thực sự mà nói đối với ngành chứng khoán thì rất khó, rất khó. Nói về chuyển giao với triển vọng của công ty chứng khoán thì nó phải gắn liền với dự báo thị trường chứng khoán. Thì cá nhân tôi cho rằng là thị trường chứng khoán 2022 sẽ rất tích cực, từ nay đến năm 2022 sẽ tích cực và các công ty chứng khoán cũng sẽ được cái lợi nhuận tốt. Tuy vậy, để VND có thể tăng trưởng lợi nhuận trong 2022 lại là một vấn đề không hề đơn giản. Bởi vì cái mức lợi nhuận 2021 này phải nói rất cao, nếu họ đạt được khoảng 1.700 tỷ lợi nhuận sau thuế thì phải nói là họ tăng gần gấp 3 lần so với, tăng gấp 2,5 lần đúng không, so với năm 2020. Để mà tăng tiếp tục trong năm 2022 thì đòi hỏi phải sự bứt phá rất mạnh của thị trường chứng khoán, cũng như cái thanh khoản phải cao nữa thì mới đạt. Còn nếu thanh khoản như hiện nay thì rất khó có thể vượt. Chính vì thế đối với cổ phiếu này ở vùng này á thì chúng tôi cũng không khuyến nghị mua. Tuy nhiên nếu mà thị trường có sụt giảm, cổ phiếu này giảm khoảng 15%, 20%, 25%, 30% thì đấy lại là một cơ hội để chúng ta mạnh mẽ lên để chúng ta mua vào. Bởi vì trong một chu kỳ đi lên, việc điều chỉnh, việc đi xuống chỉ là điều chỉnh, và cái xu hướng đi lên vẫn là chủ đạo. Khi nó có giá chiết khấu lên đến 15-20% chẳng hạn thì chúng ta mua, thì chúng ta, nếu chiết khấu 15% thì chúng ta mua, nếu trở về giá cũ là chúng ta tăng được 20%. Ví dụ giá 40 giảm 15%, đúng không? Tức là giảm khoảng 6.000 về 34. Nếu 34 mà lên lại 40 thì chúng ta tăng trưởng cao hơn 15%, đúng không? Chúng ta tăng trưởng lên 18-19%, đúng không? Thì lúc đấy lại là một cơ hội đầu tư tốt. Và lưu ý ngành chứng khoán, quý vị hãy đầu tư theo từng cơn sóng thôi. Tôi là một nhà đầu tư rất dài hạn, nhưng mà riêng ngành chứng khoán nếu chúng ta có tham gia thì cũng đầu tư theo cơn sóng, chứ chúng ta không đầu tư theo kiểu nắm giữ lâu dài. Bởi vì ngành này là một ngành rất nhạy cảm và chúng ta cần phải nhanh tay. Vâng, Nguyễn Thu Hương có trao đổi là đánh giá về triển vọng của ngành ngân hàng và xu hướng kết quả kinh doanh chung của cổ phiếu cuối năm. Thì tôi xin trao đổi như này. Về cái ngành ngân hàng thì có những cái thông tư, những cái điều bất lợi cho nó. Ví dụ như họ phải giảm lãi này, ví dụ như là liên quan đến Covid làm cho nhiều doanh nghiệp khó khăn, kết quả kinh doanh xấu. Tuy vậy đấy, như tôi đã phân tích thì tín dụng lại tăng nhiều hơn, lãi suất lại giảm thì lại là tích cực với các ngân hàng. Thế thành ra về cơ bản cái tác động chúng tôi cho rằng nó trung hòa nhau. Còn về cái kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm, chúng tôi cho rằng nó vẫn rất tích cực, nó vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020. Tuy vậy, với một cái nền kết quả kinh doanh quý 3, quý 4, 2020 rất cao thì cái việc tăng trưởng nó sẽ chậm lại, chứ nó không thể nhanh tiếp tục. Và như vậy là cái kết quả kinh doanh kết luận vẫn tốt. Còn về giá cổ phiếu ngân hàng, chúng tôi đánh giá là những cái ngân hàng nhỏ được đầu cơ rất mạnh với PB trên 2 lần là rất đắt. Cái ngân hàng họ phòng ngừa rủi ro nợ xấu cực thấp, chất lượng tài sản rất kém, PB hơn 2 lần như vậy rất đắt. Và họ đang tận dụng cơ hội này để phát hành tăng vốn rất nhiều. Rất nhiều ngân hàng nếu ở trong điều kiện bình thường có khi 5.000 không ai mua, nếu mà lên sàn vẫn được 20.000. Chúng ta cần phải tránh xa những ngân hàng đó, rủi ro rất cao. Tuy vậy thì có những ngân hàng dẫn đầu rất tốt, chất lượng tài sản tuyệt vời, hiệu quả kinh doanh rất cao, ROE luôn trên 20%, mà định giá còn thấp, đấy là một cái cơ hội rất tốt. Thì tôi đưa ra một tiêu chí như này: nếu mà tăng trưởng trên 20% một năm, PB dưới 10, ROE trên 20% thì là một cơ hội rất là rõ ràng 10-10 để chúng ta đầu tư. Và tự nhiên giá nó sẽ đến, giá nó sẽ đến. Khi thị trường thuận lợi thì tự nhiên giá nó sẽ đến, nó sẽ tăng rất mạnh. Và chúng tôi cho rằng những cổ phiếu đạt tiêu chí thì sẽ tăng mạnh hơn so với tăng trưởng của thị trường rất nhiều. Đó. Ok ạ.
Có bạn hỏi về đánh giá về TCH thì xin thưa cái cổ phiếu này thì chúng tôi không đánh giá. Vì thì vì TCH có những cái điều mà chúng tôi không nắm bắt được. Chúng tôi cũng không chắc chắn được về cái ban lãnh đạo của họ, nên chúng tôi không đánh giá. Và cổ phiếu SGP đúng không ạ? Thì SGP mấy cả PHP, SGP và PHP là hai cái cổ phiếu cả gọi là xác chết sống dậy đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó tăng gần gấp 6 lần từ lúc đấy. Trước đó thì giá nó cũng là đẹp quanh 10.000 mà thôi. Đúng không ạ? Kết quả kinh doanh thì cũng không phải có gì là nổi bật, nhưng mà quý vị lưu ý rằng cái cổ phiếu này ấy có một điều nó khá thú vị. Đó là nó sở hữu cái hệ thống cảng này kia cũng rất tốt, là thứ nhất. Thứ hai ấy, cái cổ phiếu này những năm trước sở dĩ lợi nhuận của nó bị suy giảm như thế này ấy. Suy giảm như thế này ấy. Đó là do nó có một cái khoản lỗ từ một cái công ty con, lỗ rất lớn từ công ty con. Thì công ty chuẩn bị hết lỗ rồi. Thì khi nó dự phòng gần về không rồi. Và dự kiến là năm 2021 này về cơ bản là nó sẽ dự phòng xong, thì lợi nhuận nó sẽ trở lại một cái mức thông thường của nó, đâu đó khoảng độ hơn 400 tỷ một năm. Khoảng 400 tỷ một năm. Đó. Và gần đây những cái cổ phiếu cảng này được đánh giá rất cao bởi vì Việt Nam tăng trưởng xuất nhập khẩu rất lớn. Ngành cảng cách đây 3-4 năm thì người ta thường nói đến cái câu chuyện là bị dư cung, tức là các cảng nhiều quá, dùng không hết. Giá làm hàng giảm xuống thấp nhất, thuộc dạng thấp nhất thế giới. Thấp bằng một phần mấy các nước phát triển. Thế thành ra là người ta rất bi quan và giá cổ phiếu bị bán xuống rất sâu. Tuy nhiên, gần đây khi tăng trưởng xuất nhập khẩu rất lớn, Việt Nam là một nước có độ mở kinh tế cao thuộc dạng top thế giới. Với cái độ mở gấp đôi lần so với GDP, tức là tổng xuất nhập khẩu của chúng ta có thể lên 600 tỷ đô trên GDP 300 tỷ đô. Thì cái ngành logistics và trong đây cảng biển là một trong những cái cấu phần chính, nó được hưởng lợi rất lớn từ điều đó. Ngay cả trong 6 tháng đầu năm 2021 thì tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam đâu đó là lên đến 30%. Thì 6 tháng cuối năm cho dù ảnh hưởng Covid thì chúng tôi cho rằng xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng một con số rất ấn tượng, hai con số. Thì khi đó ngành cảng đâu đó cái việc dư công gần hết rồi. Và bây giờ thậm chí còn thiếu các cảng này, các cảng nước sâu. Thì chính vì thế cho nên người ta rất quan tâm đến ngành. Thì tức là ngành này nó gọi là được thay đổi cách nhìn nhận từ mức rất tiêu cực chuyển sang tích cực. Thế thành ra định giá nó cũng được nâng lên rất cao. Còn riêng cái cổ phiếu SGP này thì với cái giá hiện nay thì vốn hóa khoảng 6.000 tỷ, PE khoảng 15 lần. Thì với chúng tôi, cổ phiếu như thế này là không hấp dẫn cho đầu tư lâu dài. Còn cái công việc trong ngắn hạn nó có thể tăng hay không ấy, cái chuyện đó rất khó đánh giá. Bởi vì khi cái cơn, cái sự yêu thích cổ phiếu lên đấy thì nó có thể đẩy giá cổ phiếu lên rất khủng khiếp. Rất khủng khiếp mà chúng ta không thể ngờ được đâu. Đó là về cái cổ phiếu SGP này. Quan điểm thận trọng của chúng tôi lúc này là định giá nó không hấp dẫn được. Định giá hợp lý là không hấp dẫn thì chúng tôi không đầu tư, đấy là quan điểm thận trọng. Còn quý vị đầu tư theo dòng tiền hay theo phân tích kỹ thuật hay gì đó thì chúng tôi không trao đổi. Còn đầu tư nắm giữ, quan điểm của Interfin là thường đầu tư dài hạn và nắm giữ thì chúng tôi không đầu tư nào. Không đầu tư nó. Vâng. Vâng. Ok. Rất nhiều anh chị hỏi về kết quả kinh doanh của các mã, đúng không ạ? Có anh chị lại hỏi về TDM. Chúng ta cùng xem TDM, tôi cũng không biết nó đã có kết quả kinh doanh quý 2 chưa, đúng không ạ? Chúng ta thử cùng xem nó có chưa. À đây, nó có rồi đấy ạ. Kết quả kinh doanh quý 2 nó đã có đấy ạ. Ok, chúng ta cùng nhìn quanh một chút. Ồ, khoản phải thu nó giảm được rất nhiều, giảm cả 100 tỷ đây đúng không ạ? Giảm rất lớn, tài sản ngắn hạn rất gọn nhẹ. Ok, tài sản dài hạn rất ổn. Đó là đầu tư tài chính, đây là đầu tư vào BWE này. À không, đầu tư tài chính đây, BWE này. Rồi có các khoản đầu tư tài chính khác, nó vào nước Đồng Nai, DNW, đúng không ạ? Rồi tài sản, ok. Đó, đầu tư tài chính dài hạn rất lớn. Và cái khoản xây dựng nhà máy của nó, thì về cơ bản nó đã đưa cái nhà máy nước Dị An vào hoạt động. Thì công suất sắp tới là còn rất nhiều để nó tăng trưởng nữa.
Thì cái này thì mảng đầu tư tài chính của nó đầu tư vào thằng BNV khoảng 37%. Thì BWE một năm lợi nhuận đâu đó khoảng 550, thì tức là tương đương với lợi ích của TDM ở đâu đó nó khoảng 180 đến 200 tỷ một năm. Và cái hoạt động kinh doanh chính nó cũng mang lại khoảng độ, năm nay chúng tôi cho rằng khoảng gần 200 tỷ như vậy. Lợi nhuận sau thuế của nó khoảng 400 tỷ thực sự, đấy là lợi nhuận thực nhé. Còn do TDM không công ty con, thành ra nó không ghi cái khoản lợi nhuận từ BWE vào, mà nó chỉ ghi khi trả cổ tức mà thôi. Thì lợi nhuận nó ghi nó sẽ thấp hơn so với lợi ích thực tế của nó có. Thì chúng ta có thể thấy doanh thu của nó tăng trưởng cũng khá ổn đúng không ạ, khoảng 18% so với năm trước đúng không ạ. Lợi nhuận gộp thì nó tăng trưởng thấp hơn, đâu đó tăng trưởng có 10% thôi. Nguyên nhân chính là do nó đã thay đổi cái khấu hao, khiến cho cái chi phí đào vốn đội lên đúng không ạ. Như vậy hoạt động doanh thu hoạt động tài chính đây, doanh thu hoạt động tài chính thì năm nay rất lớn do nhận cổ tức từ BWE ở quý 1, thành ra cao hơn năm trước gấp khoảng gần 10 lần đúng không ạ. Thì khiến cho lợi nhuận sau thuế hai quý đầu năm tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy chúng ta nhìn thấy quý 2 so với quý 2 năm trước chúng ta thấy ngang ngửa nhau. Lợi nhuận tăng này là do là nhận một lượng cổ tức rất lớn từ BWE, nhận phải nói rất lớn, lên đến mấy chục tỷ, gần 100 tỷ, 7-80 tỷ đó. Chính vì thế cho nên là với cái kết quả kinh doanh này, chúng tôi cho rằng là của TDM cũng khá tốt. Năm nay đâu đó sẽ đạt được khoảng độ 250, nếu mà BWE lại trả cổ tức sớm thì có thể đạt hơn 300 tỷ. Và nếu họ trả muộn thì đạt khoảng 250. Thì tổng cái lợi ích, tổng lợi nhuận của nó thực tế năm nay chúng tôi ước khoảng 400 tỷ. Đó là kể cả những khoản lợi nhuận nó không ghi. Còn về cái việc Covid nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến công ty này đấy, chứ không nhẹ đâu, có ảnh hưởng. Bởi vì TDM bán nước khá nhiều cho các doanh nghiệp, thì khi Covid khiến các khu công nghiệp về cơ bản nó cũng đình trệ, đình đốn, thì nước năm nay dự kiến là chúng tôi cho rằng đi ngang. Như vậy kết quả kinh doanh của TDM năm nay khả năng cao đi ngang so với năm ngoái về kết quả thực nhé. Còn việc ghi nhận năm nay chắc chắn cao năm ngoái, vì năm ngoái không ghi nhận cổ tức đó. Còn về dài hạn thì cổ phiếu này hoàn toàn có thể tăng trưởng đâu đó, chúng tôi cho rằng khoảng 12% một năm lợi nhuận. Thì giá nước nó vẫn tăng được đến hết 2022-2023, 5% một năm. Sản lượng thì mỗi năm nó tăng khoảng 5-15% này, vẫn tăng được đó. Thì sau Covid nó sẽ bùng tăng mạnh rất tốt. Thì cổ phiếu này thì về quản trị lãnh đạo thì chúng tôi không đánh giá nhiều, nhưng về kết quả kinh doanh như thế chúng tôi đánh giá là tương đối tích cực. Tuy nhiên quý 3 và quý 4 năm nay thì kết quả kinh doanh của nó sẽ khó tăng trưởng do Covid ảnh hưởng rất nặng đến Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Chính vì thế cho nên là cổ phiếu này nó mang tính chất là tương đối ổn định, và giá cả bây giờ thì chúng tôi cho rằng nếu về góc độ thuần định giá không ấy thì cổ phiếu này được định giá rất hấp dẫn, rất hấp dẫn. Đó, đây quý vị có thể thấy doanh thu tài chính quý 1 nó lên đến 79 tỷ đây, do nó nhận cổ tức từ BWE. Đó, quý vị có thể xem đây, BWE. Đó, nhận cổ tức 12% vào ngày 6 tháng 1, thì sở hữu của TDM khoảng 57 triệu. Như vậy nó nhận hơn 70 tỷ tiền cổ tức. Thì trong cái kết quả 160 mấy tỷ kia thì cổ tức chiếm 70 tỷ thôi, thì suy ra cái kia nó được khoảng độ 90 tỷ, hơn 90 tỷ lợi nhuận của hoạt động kinh doanh nước của nó. Và như vậy là nó vẫn tăng trưởng về cơ bản là cũng tương đối tốt so với năm trước, nhưng không phải quá cao, không phải quá cao. Đó, thì TDM chúng tôi đánh giá về dài hạn vẫn rẻ, nhưng mà cổ phiếu này khó có thể tăng trưởng được. Tiếp theo thì tôi xin trả lời một câu hỏi nữa thôi, một câu hỏi nữa thôi để chúng ta nghỉ. Vâng, ok, cổ phiếu VHC được rất nhiều các anh chị trao đổi. Thì về VHC thì trước tiên khẳng định với quý vị, chúng tôi cho rằng đáy của cái hoạt động kinh doanh cổ phiếu này đã diễn ra, đó là đáy đã tạo đáy thành công đấy. Đã tạo đáy thành công quý 4 năm 2020 và quý 1 năm 2021 đây. Doanh thu 1.600 đúng không? 20.600, lợi nhuận 152, thì năm sau doanh thu đã lên cao hơn rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Tuy lợi nhuận có giảm nhưng mà giảm do cái việc là ảnh hưởng bởi giá cá rất là thấp, nó giảm thôi, chứ không phải là giảm do cái gì đó nó trọng yếu đó.
và nếu giá cá trở lại thì nó sẽ rất tốt. Còn quý 2 là chính thức là bắt đầu nó quay lên. Quý 2 đấy, chúng ta hãy cùng xem. Đó, doanh thu nó đã tăng trưởng gấp rưỡi so với gần gấp rưỡi, tăng khoảng 40% so với năm trước, đúng không ạ? Lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng rất mạnh, đúng không ạ? Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ nó cũng đã tăng trưởng đâu đó khoảng 15%. Và kết quả 6 tháng là đạt 391 tỷ. Chúng tôi cho rằng năm nay đâu đó nó đạt khoảng độ hơn 800 tỷ đến khoảng hơn 900 tỷ. Thì việc VHC chúng tôi khẳng định rằng nền tảng kinh doanh xấu nhất nó đã qua. Còn cái việc bao giờ nó tăng, nó có tăng tốt hay không, cái tăng mạnh hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái độ mở của nền kinh tế Mỹ, nơi mà nó xuất khẩu rất nhiều, bên cạnh đó là Trung Quốc. Thì Trung Quốc hiện nay dịch này đang quay lại, thế thành ra cái điều đó cũng rất khó đoán. Tuy vậy chúng tôi khẳng định rằng nó đã tạo đáy rồi, tạo đáy kết quả kinh doanh và tương lai chỉ có thể đi lên thôi. Đi lên nhiều hay đi lên ít thì phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác nhập khẩu của nó. Chúng tôi cho rằng nó cũng không phải lên quá nhanh quá mạnh đâu, vì lúc này nó rất khó lên nhanh như vậy, trừ khi là Covid mà được gọi là miễn dịch cộng đồng và thế giới chẳng hạn. Khi đó khả năng cao giá cá sẽ tăng rất mạnh và thị hoàn sẽ hưởng lợi. Thì cái mảng liên quan đến collagen thì đến năm nay nó vẫn tăng trưởng cơ bản là chậm lại rồi và nó khá ổn định trong tương lai thôi, thì nó cũng không phải là tăng quá mạnh. Kết quả 2022 thì chúng tôi kỳ vọng nó có thể đạt lợi nhuận sau thuế trên 1.000 tỷ, có thể đạt được từ 1.100 đến 1.600 chẳng hạn, tùy vào tình hình. Thì như vậy nếu mà trên góc độ định giá thì cổ phiếu này vẫn tương đối hấp dẫn để chúng ta đầu tư. Và chúng tôi hơi buồn một chút là đáng là VHC này họ hoàn toàn có thể trả cổ tức cao hơn con số 2.000, ví dụ họ trả 3.000, 4.000 hoàn toàn có thể, bởi vì lợi nhuận họ rất cao, tiền họ rất nhiều mà họ không cần nhiều nữa, vay họ không cần. Thì nếu được tư vấn cho cái công ty này thì chúng tôi cho rằng công ty này nên trả cổ tức tiền mặt cao hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì công ty nên vay thêm nợ thêm một ít, bởi vì đặc thù của công ty này họ có cái nguồn thu nhập khẩu bằng đô la rất nhiều, thế là họ có thể vay đô la bằng tiền Việt, vay đô la với lãi suất rất thấp của ngân hàng nước ngoài hoặc trong nước cũng thế, với lãi suất khoảng hơn 2% thôi, đô la vay chỉ thế thôi. Thì họ đổi ra tiền Việt, họ đầu tư tài chính để họ ăn chênh, hoặc là họ lấy cái tiền đó họ trả cổ tức cho cổ đông thoải mái luôn, bởi vì lợi nhuận sau thuế họ rất nhiều, họ trả thoải mái, thì sau đó ghi đô về họ lại trả. Thì cái vấn đề này thì nếu mà họ tận dụng với cái lãi suất họ vay chỉ độ 7-8%, nếu vay Việt Nam đồng vay đô rất thấp 2-3%, rồi họ trả cổ tức cổ đông nhiều hơn thì rõ ràng giá trị công ty thậm chí có thể tăng gấp rưỡi đến gấp đôi cơ. Cũng giống như ngày Warren Buffett khi mà mua cổ phiếu Apple ấy, thì ông ấy đã tư vấn cho công ty này mua, bỏ ra thật nhiều tiền mua cổ phiếu quỹ và trả cổ tức đi. Thì khi cái tỷ suất cổ tức cao lên thì tự nhiên nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu cao hơn. Ví dụ cổ phiếu Vĩnh Hoàn mà trả 2.000 đồng thì giá 40 thôi, quý vị để cho là hợp lý thôi chẳng hạn. Nhưng mà nó trả lên 4.000 xem mà nó còn tiềm năng tăng trưởng xem, thì quý vị có thể trả nó 60 đến 70 chứ. Đó, thì chỉ cần nhờ một số cái thủ thuật, đây không phải thủ thuật mà một số cái sự tinh vi trong cái lĩnh vực tài chính, công ty này hoàn toàn có thể nâng định giá của mình lên gấp rưỡi, thậm chí cả làm công ty hiệu quả hơn, ROE cao hơn, mọi thứ đẹp đẽ hơn. Đấy là một chuyện hết sức bình thường. Còn quay lại về cái cổ phiếu này, chúng tôi cho rằng giá này là một mức giá tương đối hấp dẫn. Đầu tư mục tiêu cho cuối năm và đầu năm sau là khá tốt, bởi vì nó đã tạo nền tảng ấy rồi. Còn bảo là rất rất hấp dẫn thì chúng tôi chưa dám chạm. Với lĩnh vực cá này nó biến động rất là khó lường, rất là khó đánh giá. Ngay cả ban lãnh đạo của những công ty này họ cũng rất là rụt rè và thận trọng trong cái việc đánh giá về tình hình kinh doanh của công ty mình như thế nào. Đó. Còn về cơ bản chúng tôi kết luận là giá này tương đối hấp dẫn. Vâng, ok ạ. Vâng, thì trên đây là những cái trao đổi chia sẻ của tôi về cái việc cập nhật cũng như đánh giá cái kết quả kinh doanh quý 2 và giải đáp những cái thông tin quý vị cần hỗ trợ về các cái cổ phiếu này. Thì chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe trong cái dịp Covid này và tri thức ngày càng cao hơn để chúng ta sau Covid sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Đầu tiên là giúp cho gia đình của chúng ta thu nhập tốt hơn, giúp cho người thân, bạn bè
kiếm được nhiều tiền hơn, và sau đó là chia sẻ cho xã hội, cho mọi người, để Việt Nam của chúng ta ngày càng hùng cường. Thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở buổi livestream lần sau khi có kết quả đầy đủ hơn của các doanh nghiệp.